Bà ơi. Bà sao không ạ? Bà gọi điện cho cô Thuận, chẳng may rơi điện thoại thôi mà. Bà ngồi xuống đây đi ạ. Bà ơi. Từ bây giờ bà có mệt mỏi ở đâu ấy ạ? Hay là bà có chuyện gì thì bà cứ nói với con bà nhé. Bà không được giấu con đâu đấy ạ. Bà không sao, con cứ về phòng làm việc đi, rồi con đi ngủ sớm. Con xong hết việc rồi ạ. Con sang ngủ với bà nhé, được không ạ? Chắc là thấy bà đi chụp chiếu lại sợ xảy ra chuyện gì gì. Đâu ạ, chỉ là con lo bà không ngủ được một mình thôi. Mà bố Hiếu và cô Linh cũng vừa nhắn tin cho con xong, bảo là con sang ngủ với bà đấy. Anh Quân nhắn cho con ạ. Anh Quân hỏi thăm sức khỏe của bà. Thế cho bà gửi lời cảm ơn cậu ấy nhá. Bà mới gặp Quân có lần đầu, nhưng mà thấy cậu ấy có vẻ chu đáo, chăm sóc mọi người. Vâng ạ. Hai bà cháu mình đi ngủ đi bà đi. Con đỡ bà nằm xuống nhé. Bà cứ đặt ông cọc đồ ở đây đi ạ. Lâu lắm rồi con mới được ngủ với bà đấy. Tháo cái cặp tóc ra. Con quên nhé. Con chúc bà ngủ ngon. Con chào cô. Bà thế nào rồi con? Đêm qua bà ngủ được không? Có bị đau đầu chóng mặt hay buồn nôn gì không? Cô yên tâm, bà không sao ạ. Bà chỉ hơi khó ngủ một tí thôi, nhưng mà bà vừa ngủ lại được một lúc rồi đấy ạ. Thế thôi, cô đi chợ luôn để cho bà nghỉ ngơi. Cô nấu cháo chim mà sen, lúc nào bà dậy con đun nóng cho bà nhé. Vâng ạ. Làm gì cũng nhẹ nhàng thôi, đừng gây tiếng động mà tỉnh giấc đấy. Cô yên tâm. Cô đi nhá. Dạ. Ở nhà cô. Nấu cháo gửi sang hả con? Ba, để đấy bà làm cho. Thôi bà ngồi đi ạ. Sao bà không ngủ thêm? Ôi giời ơi, mọi khi cái giờ này đi chợ làm đâu ra đấy. Giờ nằm có một ngày mà thấy mệt quá. Bà chờ con một tí ạ. Bà Trúc ơi. Bà Trúc ơi. Tôi đây. Bà Trúc ơi. Ôi giời ơi, tôi nghe cô bán cá nói là bà bị tai nạn xe. Ôi, tôi sợ run hết cả người. Có làm sao đâu mà. Hôm qua tôi nhờ cô bán cá sang nhà bà xin cái chai rượu sao bóp. Thế mà chả thấy quay lại, thế bà đi đâu vắng à? Tôi đi tối tôi mới về. Nào xem nó có làm sao không nào. Đầu thì không sao thì không sao. Người ngậm thì không sao nhỉ. Chân gãy rồi. Có đau không? Gãy rồi. Bà yên tâm. Bố con với cả cô Thuận hôm qua là đưa bà con đi chụp chiếu cẩn thận hết rồi. Thế là không gãy à? Không gãy ạ. Đấy nhá. Bà thấy cái chàng nó nói rồi nhá, không có cái gì mà phải cuống ho nữa. Tôi lo quá cơ. Đây, tôi lại mang cho bà cái chai rượu thuốc này nhá. Đau đầu bôi đấy, sưng lâu bóp đấy, dứt khoát là khỏi đấy. Ai chả biết là cái rượu xoa bóp của bà tốt. Mà cái chai lần trước bà cho tôi dùng hết rồi đấy bà. Thế nhá. Thế mà cứ giấu. Giấu cái gì? Biết rồi. Thế từ bây giờ có chuyện gì tôi báo cáo cho bà hết nhá. Thật nhá.
Bây giờ có chuyện gì thì cũng phải nói cho nhau biết, vạch vôi vào cái mồm bà ấy. Bà mà giấu giếm là tôi không có bằng lòng đâu. Biết rồi, cứ ngồi đây ăn sáng với tôi. Để con lấy bát cho bà nhé. Không, không được, không được con ơi. Bà ơi, tôi phải về, tôi gửi hàng có bánh trứng. Này, đúng nạo hàng với quán thôi, cứ bỏ ăn sáng là hại sức khỏe lắm đấy nhá. Ngồi đây, ăn với tôi, ủ tí là xong đây. Mà ăn ủ nhé. Con ơi, cháo xong chưa, lấy cho bà nào. Cảm ơn ạ. Lấy ra đi nào. Xin câu hạt sen ngon lắm đấy ạ. Tí nữa tôi sẽ xoa bóp. Ừ. Cô Linh à? Bà dậy rồi ạ. À vâng, con đang lấy cháo cho bà đây rồi. Dạ vâng, cô chờ con một tí ạ. Bà ơi, cô Linh gọi ạ. Ừ. Linh à? Con bảo này, mẹ mới bị ngã, mẹ phải cẩn thận đấy nhá. Cần gì mẹ gọi cho con ngay đấy. À, con bảo Trang chia thuốc luôn cho mẹ nhá. Mẹ biết rồi, mẹ chào con. Vâng, con chào mẹ. Mình sơ sẩy một tí thôi mà làm khổ con khổ cháu. Đúng rồi. Mà bà từ nay giờ đi, bà đi chợ, bà đi bộ nhá, coi như tập thể dục. Cần đi đâu xa thì bà con cháu nó đặt taxi cho. Chứ bà cứ đi xe máy ngoài đường, bà cứ đi ngoằn ngoằn ngoèo ngoèo này á. Bọn trẻ nó còn sợ bà ấy, nó sợ nó đâm phải bà ấy. Bà cứ nói quá lên thế, tôi làm gì đến nỗi. Giời lại không. Này, Trang, từ giờ đi, cấm không cho bà đi xe máy. Con nhớ chưa? Kể cả xe ôm, kể cả xe đạp, con nhớ chưa? Vâng ạ, cảm ơn hai bà. Cảm ơn con, rồi ngon quá. À, nói mới lại nhớ. Đây, bà cầm đấy, đây là tiền dưa cái đợt này của bà. Lần trước bà đưa cho tôi rồi mà, bà có nhớ nhầm không đấy? Này, bà hơi nghi ngờ về sự minh mẫn của tôi đấy. Tôi chẳng bao giờ quên cả, nhất là tiền. Thôi cầm lấy. Tôi không cầm mà cầm lấy. Khổ lắm. Bà cầm lấy, này, việc lấy. Nào nó sao việc bà này. Tôi đã khổ quá. Có tí tiền thôi mà cứ đùn đẩy cứ như đưa võng. Cầm lấy. Ăn đi. Thôi được rồi. Tôi cầm. Bà ăn đi, không chào nó nguội đấy ạ. Ừ. Con cũng ăn đi chứ. Dạ vâng, tí con ăn. Bà ăn đi ạ. Thơm mà nhỉ. Ừ. Thực ra thì việc này cũng không có gì mới mẻ. Chú Khang đã nhiều lần than vãn với tôi rồi. Nhưng lần này thì tôi không thể im lặng được nữa. Tôi đã nói chú Khang phải ngăn cô lại. Nhồi con học như cô, rồi có ngày mất con thật đấy. Nhưng chú ấy thì sao? Bất lực. Vì cô có chịu nghe ai đâu. Cô không những làm khổ con mình, còn lôi chồng mình vào những mệt mỏi cùng mình. Về chuyện này thì em mong bác bình tĩnh, nghe em giải thích đã. Còn giải thích cái gì? Mỗi lần tôi đến chơi, cô đều mặt nặng mày nhẹ. Chắc là bác hiểu sai em ở đâu. Chứ em chưa bao giờ có ý là không tôn trọng bác. Chỉ là thời gian gần đây nhà em xảy ra quá nhiều chuyện. Cô nhìn lại cách cư xử của cô với anh chồng đi. Mỗi lần tôi đến chơi, chú Khang đều tìm mọi cách để bao biện cho cô. Tôi muốn giữ thể diện cho cô nên tôi không nói. Mẹ ơi, hôm nọ con gặp đứa bạn học cùng cấp 3 ấy. Con mới khoe với nó là bây giờ vẫn được ăn cơm mẹ nấu. Mẹ biết nó nói gì với con không? Nó bảo với con là muốn ăn đặc sản ở bên ngoài ấy thì chỉ cần có tiền là mua được. Nhưng mà ăn cơm mẹ nấu thì nhiều lúc có tiền cũng không mua được đâu. Thế con có ăn luôn không? Mẹ làm cho một bát. Mẹ cho con đăng ký 2 suất ạ, cho anh Hiếu với Phong thôi. Con xin phép mẹ, con ăn kiêng ạ. Con có béo đâu mà phải ăn kiêng. Sức khỏe là quan trọng nhất. Đâu, con healthy một tí thôi. À mà bao giờ con mở lại hàng đấy? Chứ nghỉ lâu quá, khách người ta lại đi mất. Bố con dạo này huyết áp cao mẹ. Con để chị Xoài ở bên nhà để có gì theo dõi còn chăm bố con luôn. Chắc là phải tư thêm một thời gian nữa. Vấn đề là em không ép con học nữa, nhưng mà con nó tự ép mình. Bài kiểm tra giáo dục công dân được điểm 9 mà con nó vẫn xin cô cho thi lại vì bảo là phải được 10. Còn nó càng như thế này em lại càng thấy lo. Thôi, em tự gọi xe hoặc nhờ bác Hiếu sang đưa con đi giúp anh. Anh đang bận lắm.
Em muốn anh đưa con em đi vì anh là bố nó, chứ em không cần có một người phải cùng đưa con đi khám. Em đừng giày vò anh nữa có được không? Em có biết là anh... Công việc ngập đầu chứ gì. Có cái lý do gì mà nó mới hơn không? Ngày hôm nay anh phải nói cho em biết thời gian gần đây anh bận công việc gì, gặp rắc rối như thế nào. Tại sao lúc nào anh cũng cần tiền như thế? Anh đang rất bận em không hiểu à? Sao em lằng nhằng thế nhỉ? Anh bước chân ra khỏi nhà này, chúng ta sẽ ly hôn.